Trời ơi, đúng là trốn chồng con đi chơi sướng gì đâu. Tắm. Ủa dạ cô. Uống cà phê hả con? Ủa sao cô biết con này vậy? Hay Con vậy? đi chợ nghe. Ai vậy hả? Dạ Nên dạ dòm dòm thấy đứa nào giống con quá à, chạy vô. Sao rồi? Sao? Cái vụ mà cô nói đó đi chưa? À hôm đó thì con nghe cô nói rồi. Nói rồi mà đi chưa? À, thì, không có được y được đâu nha con. Biết sao không vậy? Tại con bận biểu quá nên chưa. Bận hay quá ha. Thì bận mà ra quán cà phê ngồi vậy nè. Thay vì cái thời gian con ra quán cà phê con ngồi á thì con đi đi. Đừng có để giống con Lam rồi lúc đó rồi hối hận không kịp nghe. Trời ơi, thì phụ nữ mà mỗi người mỗi số thôi, đâu phải ai giống nhà ai đâu cô. Hay quá, mỗi người mỗi số. Con có chắc chắn là con là nằm trong cái số may mắn mà không bị gọi tên không? Tất nhiên rồi, trời ơi con may mắn lắm chứ bộ. May mắn gì? Sức khỏe không cường tráng bởi vậy con mới sinh được bé Mít chứ bộ. À, giỡn hoài nghe, đừng nghĩ là sinh bé Mít là khỏe mạnh nha. Ủa sao vậy? Ta nói là bệnh tật nó ập đến lúc nào mình không có biết trước được. Cho nên con phải phòng bệnh hơn là trị bệnh. Với lại con phải kiểm tra sức khỏe sinh sản để mình sinh đứa nữa chứ. Trời thiệt sự luôn, con chăm em Mít rồi con đã nhức đầu rồi. Nghĩ sao mà kêu con sinh đứa nữa, chắc trời con xỉu lên xỉu xuống luôn á. Rồi cái nhỏ này công nhận nói mà không chịu nghe, bực mình. Bây giờ con không cần là sinh đứa nữa, nhưng mà con phải tự bảo vệ sức khỏe cho con. Ủa vụ gì mà nghe xôn xao cái vụ mà bảo vệ sức khỏe vậy hả cô Lan? Sao vậy Tâm? Hello, khỏe không? Trời ơi, thầy tiếng Anh. Rồi. Hello rồi. Mà cô nhìn kìa. Sơ mi rồi, trời ơi, làm neo rồi, bóng tay rồi ha. Trời sao vậy, sao chân diện vậy? Thì cũng... Đi gặp ai? Đâu có gặp. Sao đi gặp ai? Nói chung là đi gặp bác sĩ. Trời ơi, có người yêu làm bác sĩ luôn hả? Không có. Không, hình như là nó đi con bệnh gì hả? Dạ. Mà phải đi gặp bác sĩ. Dạ không, con có bị bệnh nhưng mà tại vì hôm trước con nghe vụ chị Lam bị bệnh đó, con sợ quá cho nên hôm nay chỉ đi theo bác sĩ, con đi theo. Đúng. Ủa? Chính xác, thấy chưa? Ủa, đi phải biết sợ như nó vậy mới được. Nãy giờ cô nói hoài mà nó không chịu nghe nè. Đi theo làm gì, có cần thiết không? Trời, sao không cần thiết? Ừ. Trời ơi, những cái sức khỏe về sinh sản là rất cần thiết, mà đặc biệt của Lam biết không, con là con gái chưa chồng nữa. Cho nên nghe vụ chị Lam con sợ quá. Phải đi kiểm tra con à. Đi kiểm tra đó, em biết không, cái vụ mà liễu đạo mà nó bị viêm á là nó ảnh hưởng tới hả nguy hiểm sức khỏe sinh sản thì bị vô sinh luôn đó. Đúng rồi. Thế hả? Đừng có tưởng nó đơn giản nha, không có đâu, phải đi khám nha con. Thì tại vì con sao làm biết đúng không? Biết mà vậy đó, trời đất ơi, làm biến cái gì, sức khỏe là phải quan trọng, mình phải đi tư vấn. Không phải làm biến mà là vô bệnh viện ngại lắm, trời sợ vô bệnh viện á, sao bệnh viện là mình phải có vấn đề gì mới vô, đúng không? Mình bị bệnh, tự nhiên không, mình cũng đang khỏe rồi tự nhiên vô bệnh viện coi như là mình nè, bị bệnh. Bỏ cái tật làm biến nha, cái gì làm biến được chứ sức khỏe không được làm biến nha cô nương. Để tới khi mà nó bệnh rồi, lúc đó là có xiên đi nữa cũng không chữa được đâu. Ôi biết rồi mà la hoài à. Nó không phải con cô mà sao cô thương nó quá, cứ kêu nó hoài mà nó không chịu đi. Nhỏ này. Tường ơi. Nhưng mà chị sao không, cái đó nguy hiểm lắm, cho nên là phải nói cho Tâm hiểu mới được. Con nói cho nó nghe. Mà nguy hiểm sao chị? Trời, giống như chị Lam đó, hôm trước á, nghĩ là hả, bị những cái triệu chứng bình thường giống như là đau, nóng rát khi đi tiểu rồi, đi tiểu thường xuyên thôi đúng không? Nhưng mà để lâu kéo dài á, nó dẫn đến hả, là bị đau vùng xương chậu nè, đó, đau bụng nè, rồi hả là bị sốt nè, rồi bị ớn lạnh nè, viêm cái niệu đạo này nè. Nó mà mình không điều trị á, thì nó lâu ngày nó sẽ dẫn đến là nó sẽ làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác của đường tiết niệu. Giống như bàng quang nè, thận nè, niệu quản nè, và có thể làm nhiễm trùng máu. Đó, mà cái nhiễm trùng máu là có thể gây đến tử vong luôn đó. Ôi, nhiễm trùng máu là ghê lắm nha con. Sao bị cái đó thôi mà máu rồi tử vong luôn, chứng ghê vậy. Nó biến chứng chứ. Trời ơi, nhiễm quá vậy. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Thì giờ đi khám đi chứ sao? Ôi, thì đi khám hả? Khám thiệt á hả? Trời ơi, thôi rồi, được rồi, nếu như mà em sợ đúng không? Được rồi, để hồi nữa chị đi tư vấn bác sĩ, về chị kể cho em nghe. Ủa, chị đi tư vấn hả? Ủa, cho bữa nay chuẩn bị sửa soạn như vậy, đi tư vấn ta chuẩn bị cho tương lai chứ. Rồi sao, có đi không? Có đi chung với nó không? Hả? Không đi, giờ chị đi nha. Không, đi. Nó nói, nhỏ này nói nó cũng không có thông được đâu, đi. Không, đi. Nãy giờ nghe sợ bộ, tự nhiên gì mà liên quan tới niệu quản, rồi máu, rồi tử vong là thấy ghê rồi đó. Đúng rồi, đi là phải đi sớm đi. Hai đứa đi cho bác sĩ tư vấn coi sao. Dạ. Chứ để bệnh tật nó ập tới là mệt lắm đó. Dạ, con biết rồi. Ừ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả, một ngày mới lại đến và Diễm Loan tin là mỗi người chúng ta đều sẽ thức dậy trong một cái tâm thế thoải mái, thư giãn, tỉnh táo và sảng khoái sau một giấc ngủ tròn đầy đêm qua, và mong là sức khỏe sẽ đến với tất cả quý vị khi đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện về sức khỏe của nữ giới quý vị nha. Chị em phụ nữ thì có khá nhiều những cái mối lo về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là những cái câu chuyện mang tính chất hơi cá nhân riêng tư. Và ngày hôm nay là một cái căn bệnh mà nhiều quý vị không có chịu nói ra với ai hết và cũng ngại ngần trong cái việc chia sẻ, đó là căn bệnh viêm niệu đạo ở nữ giới. Và căn bệnh này thì có nguy hiểm hay là không? Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn từ phía bác sĩ Trần Thị Nhật Vi quý vị nhé. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Dạ, chào MC Diễm Loan và chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết viêm niệu đạo ở nữ giới là căn bệnh như thế nào thưa bác sĩ? Bây giờ trước tiên á, mình sẽ hiểu được cái cấu trúc của niệu đạo trước. Thì cái đó nó là một cái cầu nối từ bàng quang cho đến cái lỗ tiểu. Và thông thường thì niệu đạo của người phụ nữ khá là ngắn. Do đó thì người phụ nữ rất là dễ mắc cái bệnh viêm niệu đạo. Và tác nhân mà thường hay gây ra những cái viêm niệu đạo đó là do lậu cầu hoặc là do chlamydia, hoặc là một cái tác nhân nữa mà mình sẽ không ngờ đến, đó là E. coli. Thưa bác sĩ, với một chị em phụ nữ nếu như mà chúng ta bị viêm niệu đạo thì mình có những cái dấu hiệu để có thể dễ dàng nhận biết hay là không ạ? Cái dấu hiệu quan trọng nhất và thông thường nó sẽ làm cho người phụ nữ khó chịu nhất đó chính là đi tiểu gắt, tiểu đau, tiểu bú. Thậm chí có nhiều người thấy rằng mình một buổi sáng thức dậy và thấy rằng mình đi tiểu ra máu. Cái dấu hiệu đó nó rất là khó chịu và nhiều chị em phụ nữ than phiền rằng là cái điều đó làm cho họ lo lắng, không biết rằng là tôi có đang bị một cái bệnh lý gì mà nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Dạ, và chính bản thân Loan cũng đang rất muốn được nghe chia sẻ ngay từ bác sĩ, đó là cái căn bệnh viêm niệu đạo ở nữ giới này thì nó có nguy hiểm hay là không ạ? Thông thường cái viêm niệu đạo nó sẽ gây ra những cái triệu chứng tức thời và những cái biến chứng về sau nó cũng khá là nguy hiểm. Ví dụ như nếu như mình điều trị không đến nơi đến chốn, nó sẽ diễn biến đến thành một cái nhiễm trùng đường tiểu trên, ảnh hưởng đến cái việc mà mang thai và sinh sản của người phụ nữ. Nó có thể gây ra những cái nguy cơ của sanh non. Đó chính là những cái bệnh lý nguy hiểm của cái viêm niệu đạo. Dạ, và đối tượng nào sẽ dễ mắc căn bệnh viêm niệu đạo ạ? Ở đây mình đang đề cập tới viêm niệu đạo ở nữ giới. Dạ. Thì người ta thấy rằng hơn 70% sẽ gặp ở các bạn nữ trẻ. Và các bạn nữ mà sau khi mà mình quan hệ hoặc là trong những cái hiện tượng kinh nguyệt mà mình không có chăm sóc cái vùng kính mà nó được sạch sẽ thì nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ dẫn đến viêm niệu đạo. Và nói tới đây thì Loan nghĩ là nhiều quý vị đang tự chia sẻ với bản thân mình rằng hình như tôi cũng có những lần có cái tình trạng tiểu gắt, tôi cũng có cảm giác là nó khó chịu. Vậy thì lúc đó tôi đâu có làm gì đâu, tự động nó khỏi mà. Dạ, như vậy thì nếu như thật sự một người mắc căn bệnh viêm niệu đạo thì có tự khỏi được hay không ạ? Hay là buộc lòng phải điều trị ạ? Thông thường thì cái viêm niệu đạo có nhiều người suy nghĩ giống như là MC Diễm Loan nói, đó là tôi để rồi nó cũng sẽ tự khỏi, hoặc là tôi ráng chờ thêm vài ngày nữa xem nó có tự khỏi hay không. Thì nó thực sự không thể tự khỏi và nó vẫn còn tồn tại ở đó cho đến khi nó bùng phát thành những cái biến chứng như bác sĩ vừa đề cập, là một cái nhiễm trùng tiểu cấp tính, một cái nhiễm trùng tiểu trên, hoặc là thậm chí có những trường hợp là nhiễm trùng toàn thân. Nhiều người tự ý mua thuốc để sử dụng, lời khuyên của bác sĩ như thế nào ạ? Thông thường khi có những cái vấn đề sức khỏe thì các bệnh nhân họ thường là sẽ đến nhà thuốc và nghĩa là nói cái triệu chứng của mình thì cũng sẽ được bán thuốc, cũng sẽ được điều trị. Nó cũng có thể đỡ, giảm ở trong cái thời điểm đó. Tuy nhiên nếu như không điều trị đúng cái tác nhân thì cái vấn đề của viêm niệu đạo nó sẽ diễn biến thành nặng nề hơn. Do đó một cái điều xin lưu ý rằng là quý vị khán giả không nên tự ý mua thuốc mà phải nên đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị cho nó phù hợp. Và việc điều trị hiện nay cho căn bệnh viêm niệu đạo sẽ diễn ra như thế nào thưa bác sĩ? Sau khi mà bệnh nhân đến và được chẩn đoán đó là viêm niệu đạo từ những cái xét nghiệm ví dụ nước tiểu chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ có thể dựa vào kháng sinh đồ hoặc là dựa vào kinh nghiệm để điều trị những cái kháng sinh cho nó phù hợp với các tác nhân gây bệnh. Dạ, và cũng xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả về cái cách thức để chúng ta có thể phòng ngừa căn bệnh viêm niệu đạo mà ngày hôm nay nghe qua thì nhiều quý vị chắc là đang lo lắng ạ.
đối với lại các bạn nữ giới thì cái vấn đề giữ vệ sinh là vấn đề quan trọng nhất. Ví dụ như trong những cái giai đoạn mà kinh nguyệt, hoặc là một cái chuyện rất là đơn giản là sau khi đi vệ sinh xong thì các bạn thường có thói quen sẽ rửa vùng kính. Nhưng mà hãy nhớ rằng là mình sẽ rửa từ trước ra sau để tránh lây nhiễm phân đi ngược lại. Tại vì cái lỗ niệu đạo của người phụ nữ rất là ngắn. Hoặc sau khi mình quan hệ tình dục thì mình cũng nên đi tiểu sạch và vệ sinh cái vùng kính. Đó chính là những cái yếu tố chính để giúp mà dự phòng. Bên cạnh đó thì một cái lối sống, ví dụ mình uống nước nhiều nè và không được nhịn tiểu, quan trọng là không được nhịn tiểu, thì đó, tất cả những cái biện pháp đó, đó chính là cái biện pháp giúp cho giảm và ngăn ngừa cái tình trạng viêm niệu đạo nó xảy ra hoặc là xảy ra nặng nề hơn. Thưa quý vị, câu chuyện của chương trình ngày hôm nay hy vọng là sẽ mang đến cho chúng ta một cái thông điệp, đó là khi quý vị cảm thấy khó chịu, đặc biệt là chúng ta thấy có những cái vấn đề tế nhị mà mình không muốn chia sẻ cùng với ai, thì xin quý vị đi gặp bác sĩ ngay. Bởi vì đôi khi những cái dấu hiệu ban đầu đó nó sẽ giúp cho quý vị phát hiện bệnh và điều trị bệnh nhanh, dễ khỏi, đỡ tốn kém và cũng không mất công sức. Nếu như chúng ta tiếp tục để cho nó lâu dài tồn đọng ở trong cơ thể của mình, đến một lúc nào đó căn bệnh sẽ gây ra những cái biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả cái quá trình chúng ta sinh sản nữa, thì thật sự là quá nguy hiểm rồi, đúng không thưa quý vị? Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt nhau, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn vào sáng ngày mai. Xin chào.